Trong khuôn khổ hội nghị lần thứ 10, người đứng đầu ba cơ quan kiểm toán nhà nước Campuchia, Lào và Việt Nam cuối giờ chiều nay, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã có buổi tiếp và làm việc với Tổng kiểm toán nhà nước Việt Nam, ông Ngô Văn Tuấn, Tổng kiểm toán nhà nước Campuchia, bà Som Kim Xuân và Chủ tịch kiểm toán nhà nước Lào, ông Viên Thạ Vi Sọn Thiếp Phạ Chanh. Cùng dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh. Tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chào mừng các đoàn công tác đến với thành phố Đà Nẵng, đồng thời đánh giá cao những kết quả đạt được của hội nghị lần thứ 10, người đứng đầu ba cơ quan kiểm toán nhà nước Campuchia, Lào, Việt Nam. Những kết quả này góp phần tăng cường củng cố mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa ba cơ quan kiểm toán và góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa ba nhà nước. Tổng kiểm toán nhà nước Campuchia bà Som Kim Xuân cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo thành phố và tin tưởng rằng thông qua hội nghị lần này, ba cơ quan đã trao đổi nhiều kinh nghiệm quý báu, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn kiểm toán và thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa ba nhà nước. Chủ tịch kiểm toán nhà nước Lào, ông Viên Thạ Vi Sọn Thiếp Phạ Chanh bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển của thành phố Đà Nẵng, cũng như cho rằng những nội dung được ba cơ quan bàn thảo tại hội nghị lần này đều là những vấn đề thiết thực góp phần tăng cường tính minh bạch, công khai trong việc sử dụng tài sản công, sử dụng nguồn vốn nhà nước của mỗi quốc gia ngày càng hiệu quả. Tổng kiểm toán nhà nước Việt Nam, ông Ngô Văn Tuấn đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của ba cơ quan thời gian qua, đem lại nhiều hiệu quả trong việc nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, chất lượng hoạt động của mỗi cơ quan, đồng thời mong muốn các cơ quan kiểm toán nhà nước Lào và kiểm toán nhà nước Campuchia cũng như thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục có sự gắn kết chặt chẽ, đồng hành trong các hoạt động của cơ quan kiểm toán nhà nước.